đây cũng phát triển tôi chậm nè, 20kg nè, còn có mẫu 1 pha và mẫu 3 pha nha, nghe là 220 với 400 đó, mẫu nào 400V nè, 400V đây. Mẫu này đẹp nè, độ đẹp quá nè, ba pha nè, cái đấu mở hộp này ra nằm trong kính khắp kính luôn, một ngàn 500 vòng trên phút đó. Bảy mươi sáu ampe nè, được ha, một pha nó khác vậy thôi, nó chỉ là cái còn dao dao một pha giống hệt mẫu thôi, quan trọng ở trong một pha nó vậy thôi, cũng có đồng hồ ampe đồng hồ volt hệt rồi, có nhu cầu luôn, 0886357.